Lấy cái gì để kê nè. Coi lại thêm đi. Ăn đi danh. Đây à? Chính hắn rồi. Cái này chính hắn rồi nhá. Đúng không? Bố vào đi kiếm, bố vào đi để xem. Xếp lại cho ngọn ngàng. Để quay á, xếp lại. Mới đủ ạ. Rồi, hello, xin chào cả nhà. Bây giờ là 1 giờ chiều. Nhưng mà bây giờ mai bắt đầu mới ăn cơm nha. Và cả nhà có quan tâm là có muốn biết một bữa cơm buổi trưa của mai không ạ? Và thường thì mai ăn cơm khoảng 1 giờ chiều. Mấy chục năm nay thì biết là ăn cơm đúng giờ 12 giờ thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Bởi vì giờ 12 giờ trưa là giờ ăn. Nhưng mà mấy chục năm nay thì mai đều ăn cơm vào lúc khoảng 12 giờ đến 1 giờ, thậm chí là hơn 1 giờ. Cả nhà có muốn mai chia sẻ để muốn biết được một cái bữa cơm của bà tổng giám đốc Mai sao buổi trưa như thế nào không ạ? Cả nhà có muốn không ạ? Nguyên nhiên bữa con làm trên máy bên cô đẹp lắm, nhân viên nhiệt tình, cô ở ngoài đời đẹp quá, cảm ơn nha. Rồi bây giờ cho cả nhà xem cái buổi cơm. Bây giờ thì Mai sẽ quay live stream trực tiếp cho cả nhà xem. Bây giờ thì Mai sẽ live stream trực tiếp cho cả nhà xem là buổi trưa này mới ăn gì nhá. Bên này á, cả nhà thấy chưa? Đây là khoai lang. Bên này là súp lơ. Đó, súp lơ. Xong rồi đây là một cái đĩa khoai mỡ. Bên này là khoai tờ. Và đây là thanh long. Đó, đây là khoai lang. Và bên này là một đĩa nước tương. Và một đĩa chén nước mắm. Và một chén nước tương như cả nhà. Đó, một chai nước. Cả nhà thấy chứ ạ? Đó. Thì đây là cái buổi trưa, buổi ăn trưa của Mai nha. Mai ăn không nhiều như thế này đâu, bởi vì Mai với con dâu Mai đó, hai mẹ con, đây là buổi ăn trưa của hai mẹ con ha. Em tưởng chỉ làm tí rau tí bún là xong, bởi vì bản thân Mai thì đa số là hầu như ăn 90% là 90% là ăn chay rồi. Có nghĩa là thịt có ăn nhưng mà ăn không đáng kể, cá có ăn nhưng mà ăn rất ít, bởi vì ăn để nuôi dưỡng cơ thể sau từ bên trong. Và bây giờ cả nhà Ngọc ơi qua đây, cả nhà có ai muốn giao lưu cùng với Mai không ạ? Mình có thể giao lưu với nhau khoảng 30 phút buổi trưa đi. Bây giờ ăn cơm. Ăn cơm thì không có nhiều, nhưng mà phải làm rất là nhiều nha. Làm rất là nhiều. Đầu tiên Mai sẽ vào, Mai xem tựa là bạn nào muốn mời Mai để...
chấp nhận bạn Lan Anh này. Rồi, xin chào Lan Anh, mở đóng kính ra cơ. Lan Anh ơi. Dạ. Rồi, chị chào em, bây giờ em mở ống kính ra để chị xem mặt em gái tí có nào. Khuôn mặt em gái tí có nào. Em rồi nhìn nó lóa lắm, nhà nhìn em lóa lắm. Không có sao, miễn rằng là chúng ta nhìn được thấy mặt nhau và chúng nghe ta nghe tiếng nói của nhau được rồi. Thế Lan Anh tự giới thiệu về mình đấy. Em tên Lan Anh, em vẫn còn ít tuổi thôi, 2004. Thế thì cái bằng con rồi. Bằng tuổi, Thế bằng tuổi. thế thì cái bằng cô Mai rồi, bởi vì con trai cô Mai là sinh năm 94, là năm nay là 29 tuổi đúng không? Vâng, bởi vì lúc con vào là con chào cô mà. Thế à, rồi rồi thế vâng cô Mai xin lỗi rồi, cô chào con rồi. dạ Hôm nay thì cái câu hỏi đầu tiên mà muốn giao lưu với cô Mai thì con muốn hỏi câu nào không? con theo dõi cô, xem like cô rất nhiều nhưng mà không được cô đọc comment. Nhiều comment quá. Nhiều comment quá. Thì tất nhiên thì cô Mai vẫn biết được là khi mà mình lên livestream á thì rất là nhiều comment mà mình không có trả lời hết được, thì một phần là cũng do là có lỗi với mọi người, bởi vì mọi người yêu quý nhưng mình cũng trả hết được, nhưng mà vì comment nhiều quá cho nên mà cô Mai cũng xin lỗi tất cả mọi người, trong đó có con luôn. Nhưng mà cô Mai luôn luôn biết ơn nha, luôn luôn biết ơn tất cả mọi người, cho nên cô Mai chia sẻ là cô Mai chia sẻ chính xác luôn á, chia sẻ những cái gì mà cô Mai trải nghiệm. Thì bây giờ con muốn đặt câu hỏi gì cho cô Mai nào? Con chỉ lên chơi vậy thôi chứ con chả có câu hỏi gì cả. Thế à, thế con có đã Dạ. follow cô Mai chưa? Con follow rồi nhưng mà cô chưa follow lại con. Rồi, tí nữa cô mua follow lại con, bây giờ cô bấm nút nào để cô follow con, bày cho cô cái nào để cô bấm lại cô follow Cô con. chỉ cần ấn vào nick của con xong rồi cô follow lại là được mà. Bấm vào nick của con đúng không? Thì bây giờ nếu mà đang live thì mà bấm vào nick của con thì có mất con không? Không cô ơi, cô bấm vào nick xong rồi cô ấn vào trang cá nhân của cô là cô follow lại con là được mà. Thế à, thì cô coi con nào. Không được, tí nữa bắt đầu follow lại, chụp cái màn hình tí là follow lại. Vâng, tí tí cô phải follow lại con nha. Ok con. Với là con yêu quý cô Mai nhất là cái gì nào? Tại sao lại follow cô Mai nào? Con thấy cô nói chuyện hay. Nói chuyện hay hả? Vâng. Like nào con cũng vào xem cô nói chuyện hết đấy. Nhưng mà người mà nói chuyện hay ở trên TikTok nhiều người còn nói chuyện hay hơn cô nữa, nhưng phải có cái gì đó đặc biệt thì con mới yêu không, quý nhưng cô mà chứ. con thích cô kiểu là nhiều đặc điểm, cô làm cô rất giỏi. Cô rất giỏi hả? Rất giỏi. Giỏi thì cô cũng không có giỏi lắm đâu, nhưng mà cô được cái là siêng năng, cần cù chịu khó và Dạ. dám nghĩ dám làm, và nếu mình Dạ. sai thì dám đứng ra để chịu nhận lỗi đó. Dạ. Và khi mà bị bất cứ một sự cố gì trong cuộc đời đến với cô thì cô đều đón nhận, và cô không Dạ. cho, không có biện minh là mình xui. Dạ. Cô lại có một cái đức tính như thế. Cô ăn chưa cô? Cô bây giờ đang mới mới ăn sơ sơ, nói chung ăn vài miếng khoai rồi, nhưng mà cô tận dụng buổi trưa. Nhân viên đang đi ăn thì cô like tìm một tí xíu rồi một tí là cô ăn. Thôi Dạ. được rồi, đầu xuân năm mới thì cô chúc con với đại gia đình con luôn luôn mạnh khỏe nhá. Dạ, con cảm ơn Làm cô. ăn phát tài phát lộc và đặc biệt là may mắn nha. Đã có người yêu chưa? Dạ, con á, con chưa có cô ạ. Rồi, giới thiệu với mọi người nha, bạn Lan Anh này là chưa có người yêu nha. Mặc dù là bạn đang livestream nó hơi mờ mờ, nhưng mà nhìn qua thì chị Mai thấy một cô gái rất chi là xinh tươi luôn. Các bạn có thể kết nối với nhau để tìm hiểu nha. Nếu mà hợp thì coi như là tiến tới thôi. Rồi bye bye con, chào con nhé. Dạ, con chào cô. Ok con. Ngọc ơi, hỗ trợ Ngọc. Rồi. Đến bản kế tiếp nào. Chấp nhận bản Tuấn Đạt đúng không? Tuấn Đạt rồi. Có được không Tuấn Đạt ơi? Tuấn Đạt không được rồi. Tâm rồi. Bây giờ Mai sẽ giao lưu với Thúy Còi một tí nữa thì mẹ ổn định chuẩn bị nha.
Em chào chị. Rồi, chị chào Thúy, em tên là Thúy đúng không? Vâng, em tên là Thúy. Sao Thúy không cho chị, à rồi, chị thấy, nhìn thấy rồi. Thúy ơi, hiện tại bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở trong Sài Gòn chị ạ. Em ở Lào Cai cơ. Trước thì em có qua dịch vụ chị về, em ở Lào Cai về tận Hà Nội, em làm mặt á, làm nhiều lần lắm rồi. À, thế à, Thúy tự giới thiệu về mình một tí đi, cho mọi người cùng biết nào. Em tên Thúy ở trên Lào Cai. Em chắc là nhỏ tuổi hơn chị, cũng nhiều tuổi rồi chị ạ. Em 47 rồi chị ơi. À, 47 thì ít, trẻ quá nhái. 47 sao trẻ vậy? Ai cũng kêu em trẻ, em làm mặt bên chị đẹp mà em mua mỹ phẩm cho em dùng ưng lắm chị ạ. À, thế à? Thế Em hồi xưa da mặt em bị gì? da mặt em bị lám này, bị mụn thịt này. Em làm có một lần em mới làm ở trong trong cái gì trong Sài Gòn, ở cái đường gì em quên mất rồi á. Quỳnh Văn Bánh. Em qua làm nhưng mà xong em đau quá em không chịu nổi. Em đang định đợt này em đi làm tiếp này. Nhưng mà hồi trước cái da em bị nám nhiều không? Da em bị lám hết hai bên này, cũng nhiều, mấy cả mụn thịt nữa. Tất cả em bắn 5 lần rồi. Bây giờ cũng nói chung là da em ai cũng khen là nói chung là cũng ok rồi. Nhưng mà trước đây, trước khi tới với chị Mai thì có làm chỗ khác không? Không, em không làm chỗ nào hết. Thế là ai giới thiệu em mà em biết? À, ngày trước thì em hay xem Facebook của chị này, mấy cả chị gái em cũng làm ở đó. À, thế à? Xong rồi em Rồi. mấy tháng em lại về em một lần. Trời ơi, mỗi lần đi xa về nó đau. Mặc À, thế hả? Nhưng mà không sợ xa mà chỉ sợ xấu thôi, hoặc là đi làm đẹp không sợ xa mà à. chỉ sợ là lợn lành thành lợn què, hoặc là mình mất tiền oan tiền ngô, mất thời gian mà không đẹp. Còn bây giờ em bị nám rồi, bị cái da mặt không căng không mịn, mà bây giờ em qua bên chị làm, mà năm nay em 47 tuổi là em trẻ lắm á, như vậy là trẻ lắm á. Bên ngoài đời ai em là 8x thôi. Rồi chị chúc mừng em. Rồi hôm nay lên đây thì muốn giao lưu với chị, được, có muốn đặt câu hỏi gì cho chị không? Em thật ra em cũng theo dõi chị lâu lắm, em hâm mộ chị nhưng mà em chưa được nói chuyện Mục đích là muốn nói chuyện với chị đúng không? và lần đầu tiên em thật là vinh dự được nói chuyện với chị. Bởi vì là trên thực tế thì khách của chị bây giờ chị cũng có khoảng mười mấy triệu khách, khách VIP, khách quen á. Vâng. Nhưng mà chị không có biết hết được, bởi vì Vâng, bởi Là cái hồ sơ thì của các em chị đều lưu lại hết, nhưng mà vì là khách nhiều quá nên chị không biết mặt. Hôm nay chị cũng rất chi là cảm ơn vì là em đã tin tưởng sử dụng dịch vụ sản phẩm tại Malisa. Và năm mới thì chị chúc cho Thúy là luôn luôn là vui vẻ này, tràn đầy hạnh phúc này, bởi vì đến cái tuổi chị em mình là đã chạm mốc chuẩn bị 50 rồi, 50 rồi, gần 50 rồi. Thì vâng, bây em giờ chị cầu mong sao mà sức khỏe tốt, rồi con cái ngoan hiền, rồi chồng con thương yêu, hai gia đình hạnh phúc là được rồi. vâng, em cảm ơn chị. Em cũng chúc chị là luôn bình an và mạnh khỏe. Thế Rồi. em Chị em cảm rất ơn em nha, chị cảm ơn em nha, chị chào em nha. vâng, em chào chị. Ở lâu lâu lên giao lưu với chị nha cưng. Vâng, cảm ơn chị. Ok em, chào em. Ngoài cùng. Mình xóa đây. Đây không? Đúng rồi, nhưng mẹ đi nó mất tiêu rồi. Mẹ ổn định đi, nó mất tiêu rồi, thoát ra ngoài rồi, không thấy nữa. Mình Ngọc Tiếm. Alo. Tiếm ơi. Alo. Rồi mở camera đi thôi, mở camera để mai nhìn mặt thì coi nào. Chị em mình mặt để nhìn nhau tí coi. Đầu xuân năm mới với lấy em coi nào. Có tìm được camera không nào? Dạ, để em mở. Ôi trời, em không biết đường mở luôn chị. Rồi, không biết đường mở thì bây giờ em muốn hôm nay muốn giao lưu với chị thì muốn đặt câu hỏi gì, hay là muốn chị tư vấn về thẩm mỹ, hay là bất cứ một cái vấn đề gì trong cuộc sống nào? Dạ em thì muốn gặp chị hỏi chị cây là em thấy Malisa mình á, em theo dõi nhiều lắm rồi mà cũng
Sa ở Long An mình đó chị. Rồi chị có ở đó hay không á? Em sợ có khi là nữa. Ở Long An là cái Marisa đó là Marisa giả em nha, không phải của chị. Bởi Dạ vì cảm là ở khu vực miền Tây á là chị chỉ có là ở Cần Thơ thôi. Có nghĩa là 97 Phan Đình Phùng Cần Thơ thôi, còn cái Marisa mà ở Long An là hoặc là nhiều cái Marisa trên đất nước Việt Nam nhưng mà nó là Marisa giả đó em. Miền Tây thì có duy nhất một cái là ở Cần Thơ thôi, chứ nó cái mà cái ở ở Long An là không phải của chị đâu, cho nên em đừng có tới đó là hàng pha ke đó nhá. dạ, bởi vì em cũng phân dân nữa, thành ra em theo dõi chị lâu lắm rồi, mà em biết chị ở thành phố Hồ Chí Minh, thì em ăn này em lên đó thì gần hơn đây đi Cần Thơ, thì em phân dân chắc cũng có dịp nào gần đây em mới đi lên tới thành phố. Thế này thì bây giờ em xuống Cần Thơ cũng được, em lên Sài Gòn cũng được, bởi vì hệ thống Marisa là tất cả đều đồng nhất về giá cả, đồng nhất về trang thiết bị máy móc hiện đại, đồng nhất về là con người, nhân lực. Bởi vì tất cả nhân viên mà trực tiếp làm dịch vụ á thì đều tuân thủ và do bàn tay chỉ đào tạo hết. Kể cả các cái bác sĩ đã từng học về bên cái ngành thẩm mỹ nhưng mà vẫn phải làm theo cái quy trình quy chế cũng như là cái gu thẩm mỹ của bên Manisa. Còn giá cả thì người giàu cũng như người nghèo, mà người già cũng như người trẻ được công khai trên mạng xã hội, và khi em tới thì cái bảng giá nó công khai cho nên không có được nhích lên hay hạ xuống, cho nên em yên tâm. Vì thương hiệu Manisa là hàng hiệu giá bình dân cho nên không lo gì. Dạ thành ra em phân vân thấy sao mà thấy chị mỗi lần lên live á thì chị nói chị cũng sợ ở thành phố với Cần Thơ mà sao không nghe gì Long An, thành ra em phân vân hỏi em đi là em chết em rồi. Đúng rồi, bởi vì bây giờ nhiều cái Miley, vì là nhiều cái Miley lắm, ở đâu cũng có Miley hết á, nhưng mà Miley đó là hàng pha ke, nó không có đâu. Cho nên là em biết không, cái thời gian vừa rồi á, một số trên phở bò với trên TikTok á, nhiều khi chị bị bóc phốt á, mà bị bóc phốt oan, bởi vì những cái Miley đó đâu phải của chị đâu. Cho Dạ. nên là khi mà em tới với chị á, em làm cái dịch vụ phun mày hay là phun môi hay là bất cứ một dịch vụ gì thì bên vị chị tư vấn cho em á, lại về phương pháp, xong rồi tư vấn cho em cái giá tiền, tư vấn cho em là ví dụ như phun chân mày thì được bảo hành bao nhiêu tháng, hay là làm da thì mấy lần là hết nám hết mụn ví dụ vậy, thì nói rõ ràng cho em. Sau đó là kết nối Zalo cho em, rồi chụp hình ảnh ban đầu của em như thế nào, và sau đó chị Mai lấy tiền của em thì chị Mai làm được gì cho em, chứ không phải là chị bỏ con đi chợ. Có nghĩa là chị chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và về mặt đạo đức nghề nghiệp cũng như là về sắc đẹp cho từng khách hàng một đó cưng. Dạ em mà thích cũng như có đi á là về phải đẹp. Chị làm 24 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ rồi mà, khách chị lúc nào cũng đông lắm. À mà chị quên này, đừng có đi thứ bảy chủ nhật, đông lắm luôn á nha, đông lắm luôn Em á. ở trên gần em nè, mỗi lần đi thì mấy chị em bao xe đi xuống dưới cũng đông lắm, nhưng mà em chưa có dịp để đi. Dạ em bây giờ em muốn cắt treo với lấy mỡ như ở mắt á chị, cắt Rồi, treo bây giờ chị tư vấn sơ cho em thế này này. Cái thứ nhất, bây giờ nếu mà em bị da dư ngay chỗ cái vùng mí mắt mà lại có mở cái mắt bập bập nữa thì em sẽ lấy cái da dư ngay đầu, ngay cái đường mí mắt á, chứ em đừng có treo cung chân mày. Tại sao chị nói như vậy à? Bởi vì khi em lấy cái da dư ngay cái đường mí mắt á, thì thứ nhất không để lại sẹo, thứ hai vết thương mau lành, thứ ba lấy được da dư, thứ tư lấy được mỡ luôn, thứ năm là mình không có cắt bỏ cái lông chân mày. Bởi vì nếu mà em nâng cung chân mày á, mà em không có cẩn thận em đi làm lung tung á, là nhiều khi á, là người ta cắt bỏ cái chân mày là nó phí. Ví dụ như bây giờ em muốn loại bỏ da dư thì nó cộng thêm cho em 3 điểm. Nhưng mà khi em cộng được 3 điểm lấy da dư á, mà người ta cắt mất cái lông chân mày của em thì mất đi 4 điểm rồi. Thì tự dưng là giống như mình làm được 3 điểm, mình lại 3 điểm này thì mình lại là làm mất đi 4 điểm khác thì nó rất chỉ là 6. Cho nên chị thì không có nhìn được hình ảnh của em, nhưng mà chị tư vấn cho em như vậy nha. cũng như làm lấy các da dư mí trên mí dưới á chị, mí mỡ á Lấy được mí luôn em nha, bên chị lấy luôn cái giá là 4 4 4 4 triệu nha, ở dưới đây 4 triệu mà lấy da dư là 4 triệu rưỡi nhá. mốt. Và cũng như là em
lên phía trên phía dưới hết, là tổng hết bao nhiêu, khoảng tầm cỡ bao nhiêu là Nếu mà em giải phẫu á, em giải phẫu hai cái dịch vụ này thì nó hết 8 rưỡi nha, bởi vì nói ở trên TikTok nhiều thì nó bị vi phạm đó cưng, nên 8 rưỡi là em hiểu rồi chứ gì nha. Rồi một lần nữa chị cảm ơn em nha, bye bye em nha, hẹn gặp em sau nha, và nhớ là bên chị làm là bảo hành cho em 100% là không để sẹo mà lấy hết da dơ lấy hết mỡ nha. dạ dạ rồi cảm ơn chị, em cũng có tiến lên chị gần nhất. Rồi bye bye em, chào em nha. Ơn chị. Hello chị, em chào chị. Rồi, chị Chị xin chào năm em mới gái. sức khỏe và làm ăn phát đạt hơn năm cũ nha. Rồi, chị cảm ơn em, chị cùng chúc em vậy nha. Bây giờ em có thể giới thiệu được mình Vâng. đây. Đây em Phượng, em ở Lào Cai mà em đang bị nám đây này chị, em muốn chị tư vấn cho em theo dõi chị lâu rồi nhưng mà em cũng chưa được mua cái sản phẩm của chị nên là nay em mới thấy chị. Em thấy với chị mấy hôm nay ấy, mà hôm nay em mới có thời gian để em vào để cho chị xem cái nám của em này, nám chân sâu á. Cái nám của em nó có hai dạng mà, nó vừa có những cái nốt nốt Đúng mà rồi. như nám đinh, như đầu đám đinh. Đây em hai cái chỗ này là em nghĩ là nám mảng này. Ừ, Còn mặt dưới này nám em đinh. đúng là nám đinh này. Ở hai bên má là có cả nám đinh cả nám mảng đó em, chị thấy mấy cái em Vâng. sát lại chị tí coi nào. Đấy. Đấy thế là em mới bảo đây này chị ơi này. Chị thấy rồi, có mấy Đấy. cái nốt 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 đó là nám đinh, còn những cái lan tỏa Vâng. mờ mờ mà vàng vàng nâu nâu đó là nám mảng. Đấy thế nhưng mà cái sản phẩm của em à của chị thì là em cũng chưa được dùng nay em mới muốn là chị tư vấn cho em, một là em về dưới chỗ thẩm mỹ chị bắn hay là em dùng qua sản phẩm cũng được. Có nghĩa là bây giờ cái nám đinh mà em dùng mỹ phẩm là không hết á, Vâng mỹ đấy phẩm thì em nào muốn là chị tư vấn cho em để em đặt luôn cái mỹ phẩm của chị để em dùng, tại vì đây này rồi nó chị thấy cứ ở đây rồi. thì à, nhiều lắm luôn hai bên má của em ấy. Xong là hôm vừa rồi là cái đứa bạn em nó nói là em lấy tỏi chấm chị ạ, chấm thế là nó bị tăng sắc tố. Ôi trời ơi em không biết, em cứ đi làm theo nó thôi. Đây này, nó bị tăng sắc tố này. Rồi bây giờ thế Thế này này, bây giờ mà em lắng vâng nghe chị tư vấn này, cái thứ nhất vâng là những cái nốt mà chấm chấm như cái đầu đinh á, có hình Vâng. oval hoặc hình tròn mọc hai bên gò má thì cái đó là nám đinh. Mà Vâng. nám đinh này thì dân gian gọi là nám chân sâu, khoa học Vâng. gọi là cái melanin nó hình thành và vón cục lại. Thì Vâng. đối với cái nám này thì mỹ phẩm là không có thể mà sử dụng hết được, nó chỉ giúp Vâng. cải thiện khoảng là 70% thôi. Vâng. Nếu mà cái nám đinh này mà em muốn hết á thì em phải tới thương hiệu Marisa, là em Vâng. là làm đẹp công nghệ hiện đại, rồi sau đó em kết hợp với cái bộ N3 thì lúc Vâng. đó nám mới có thể thiên giảm và từ từ hết. Tuy Vâng. nhiên cái nám em ở cái mức độ quá nặng như vậy á thì không phải là một lần mà hết đâu, Đúng rồi. mà em có thể làm từ 1 đến 3 lần, và Em hiểu, vâng. thậm chí có những người mà ở cái mức độ quá nặng 20-30 năm thì phải làm tới 4 đến 5 lần. Khiếp em khéo cũng phải đến mười mấy năm rồi chứ, tại vì là từ lúc con cuốn em nhá, xong là sau đó thì chắc là như dạng như kiểu bọn em lúc đấy cũng không hiểu về mỹ phẩm mấy thì mình cũng cứ dùng lung tung ấy. Thì nó lại càng nặng, thế nên là chắc là em cũng phải mười mấy năm rồi đấy. Thì Với lại vâng chị thế tư thì vấn tiếp này, chị tư vấn vâng tiếp này, nếu bây giờ em có điều kiện thì em tới với Malisa luôn, còn vâng nếu em chưa có điều kiện thì em mua cái bộ N3 về em xài để vâng nó thiên giảm 60-70%, rồi em vâng sắp xếp thời gian tới được Malisa lúc nào thì hay lúc đó. chắc Và là em từ từ để chị nói tiếp. Và vâng tiếp tục nữa là em phải là ngoài cái vấn đề á là sử dụng cái bộ N3 để giúp đỡ loại bỏ nám bên chì, thì em phải có sản phẩm chống nắng, bởi vì Vâng. ánh nắng là kẻ thù của làn da. Cho nên Vâng. là da em kể cả hết nám sau này hay là kể cả bây giờ đang bị nám thì ánh nắng mặt trời là kẻ thù làn da, cho nên phải bảo vệ da mỗi buổi sáng trước khi Vâng. bước chân ra đường nha. Vâng. Thế nhưng mà chị ơi, bây giờ em muốn đặt luôn thì chị có thể ghi được luôn không hay là tí nữa em đặt sau? Bây giờ em không có thể đặt được, bởi vì nếu mà bây giờ mà đặt á là nó sẽ supply, bởi vì trên Vâng, này là vâng. người ta không có nhất trí là thứ nhất, thứ hai bên chị cũng không nhận đặt, bên chị cũng không có nhận đặt lệch bởi vì lượng khách rất là đông. Vâng. Giờ là em muốn là em dùng trước xong là khoảng tầm độ sang tháng tầm tháng tháng cuối tháng 2 âm á là em mới đi được. Thì bây giờ Vâng. em có thể điền vào cái tổng đài của Marisa, hoặc là em có Vâng, thế thể thì là bên gửi tổng
Bên phở bò thì em cũng vẫn có nick của chị. Ừ, em qua bên Vâng. phở bò em đặt nguyên văn thế này này, chị Bì Nám, à, để cho chị một cái bộ N3 đó, thì Vâng. nhân viên nó sẽ là ship hàng cho em tận nơi. Nhưng mà Vâng. khi em ship thì em phải tới, thứ nhất là để mình nhận hàng chính hàng á, là em phải xem có đúng là Viettel giao hàng hay không. Thứ hai Vâng. là có hóa đơn của Marisa hay không. Vâng. Được chưa? Thứ ba em Vâng. được phép mở sản phẩm ra đúng bộ N33 sản phẩm thì lúc đó em mới nhận. Vâng. Thì À. bây giờ em cứ dùng N3 với lại cả chống nắng. Rồi, em mua Vâng. N3 với chống nắng. Rồi em Vâng. sử dụng, em nhớ này, trong cái bộ N3 là chỉ có đưa một cái tờ giấy A4 là Vâng. hướng dẫn sử dụng bộ N3. Thì em phải Vâng. đọc trong đó em cái nào dùng trước, cái nào dùng sau, liều lượng thế Vâng. nào, trong quá trình Vâng. sử dụng thì có triệu chứng gì. Vâng ạ. Đó, tại sao có những triệu chứng đó, có nghĩa là em phải dựa vào cái bảng hướng dẫn ở tờ giấy A4 chị gửi cho em Vâng. Vâng. nha. Vâng, thế thì tí nữa em qua đấy em đặt luôn cho nó nhanh. Rồi bây giờ Vâng. chị nói tiếp này, em xài khoảng Vâng. 10 ngày, Vâng. xài khoảng 10 ngày là em chụp hình lại em gửi qua phở bò, em Vâng. bảo là em ơi chỉ xài bộ N3 như thế này thì cái liều lượng sản phẩm đã phù hợp với cái da nám chị chưa. Vâng. Nhân viên dựa vào cái em chụp hình thì người ta sẽ hướng dẫn cho em là nên tăng lượng kem hay là nên giảm lượng kem, Vâng. bởi vì cái Thì trước sản khi phẩm em tiêu dùng thì em chụp ảnh đã, xong là sau là được một thời gian thì em lại chụp tiếp. đúng và Vâng. em phải chụp bằng cái hình ảnh camera thường để Vâng. em xem thử là em mất chỉ mấy triệu thì da em Vâng. có căng hơn không, Vâng. có mịn hơn không, có Vâng. thiên có bớt nám hay không, hay là chị Mai bây Vâng. giờ chị kinh tế khá giả mà chị giàu quá rồi mà Không, chị chị thì em theo lừa. dõi lâu lắm rồi, em biết về về chị theo dõi lâu mấy năm rồi, chứ không phải bây giờ em mới mới biết đâu. Thế Em biết trên vùng của em có người nào để sử dụng sản phẩm chị không? có đây, nhưng mà kiểu là em cũng không không ấy, hôm nọ có cái các chị ở ngoài thành phố này cũng nói cũng bảo, nhưng mà em bảo em theo dõi chị Mai lâu rồi, nhưng mà có điều là em cũng chưa có điều kiện để em dùng của sản phẩm của chị ấy. Các chị bảo là các chị sướng, bây giờ các bà năm mấy tuổi bây giờ trông như kiểu ba mấy tuổi, các bà sướng các bà ấy. Nhưng mà các bà nhàn hơn em, các bà ấy ở nhà, còn em thì em lại đi đường đi làm suốt thì Không sao đâu, à. bởi vì chị nói em biết á, là chị người thật việc thật, mà nói thật em theo Vâng, chị em biết mà. theo dõi Vâng. chị lâu rồi thì em biết, có nghĩa là Vâng. chị hay nói là bây giờ em đang yêu quý chị này, em đang tin chị này, đúng không? Vâng. Mà bây giờ chị Vâng. bán em một bộ sản phẩm là Vâng. hai triệu mấy mà về da em không căng hơn, không mịn hơn, không trắng hơn, nám không có thiên giảm, mà em mua đúng liệu trình của chị mà nám không hết thì tự dưng em yêu chị để trở thành ghét chị, mai mốt mặt chị để ra Đúng đâu, đúng không? rồi, nhiều người nói chung là em thấy như kiểu là các chị, mọi người dùng sản phẩm của chị, bên chị hay làm bất kể cái gì bên chị là hầu như không ai nói là gọi là không hài lòng. Rồi. Đấy là thực tế, đấy thực tế bọn em là hay trò chuyện, chị em trò chuyện chơi với nhau đấy, chứ còn những cái người khác thì em không biết. Nhưng mà ở đây hôm nọ có một cái Malisa ở đâu Lào Cai này này, xong là em mới hỏi lại là ơ thế Malisa mà chủ tên là chị Mai lên đây là à, mở hiệu ở trên này rồi, thì không thấy trả lời nữa. Tại vì em tưởng bọn chị lên, các tưởng là chị lên, Nó nhưng mà pha không ke phải. em, tên Lào Ừ, Cai không cũng có phải. Malisa nhưng mà pha ke, bây giờ nó tinh Đúng tế rồi, thế đúng rồi. này, Đúng thương rồi. hiệu chỉ là Malisa nhưng mà nó lại bớt đi chữ y, nó lại ghi Đúng rồi. Malisa, rồi có chỗ thì Vâng. nó lại ghi là Melisa, có nghĩa là nó bớt đi, có nghĩa là tất cả nó đây giống chị nhưng nó chỉ bớt đi một chữ cái, cho nên Vâng. chị không làm gì nó cả, cho nên bây giờ khách Vâng. hàng là phải tự bảo vệ mình bằng cách là phải tìm đúng cái thương hiệu của chị. Cho nên Vâng. em biết không, trên phở bò mà đặc biệt bên TikTok á, nhiều người Vâng. bóc phốt chị mà thực tế là không phải của chị, nó là Vâng. Malisa, nó là Em biết mà, hôm nọ Melisa, em nó cũng là thấy, nhưng mà em biết Melisa. mà. Ừ, khổ Vâng. lắm, ở đâu cũng có hết nha. Vâng. Nhưng mà trắng là trắng, mà đen là đen, luật nhân quả trừ một ai, đúng không? Vâng. Thật là thật, mà già Vâng. là già. Ừ. Vâng, thế thôi em cảm ơn chị vì chị cũng đã tư vấn cho em, thì chị cứ nói chuyện với những người khách khác, còn nhiều người cũng đang chờ ấy, thì để tí nữa em qua bên phở bò chị nhá. Rồi, bye bye em Vâng nha. rồi. Chúc Vâng em vâng em chào một năm chị. mới an khang thịnh vượng nha. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Luôn vui vẻ hạnh phúc cho cưng. Bye bye em. Ừ. 알로 알로 Thu Hoài ơi, thoát ra rồi hả cưng?
Alo, Em xin alo, nghe. rồi tuổi Hồng rồi đúng không? Rồi em bật camera lên. Em cũng theo dõi chị rất là lâu, nhưng mà em muốn hỏi chị là bên trên mặt á, trên gò má mình nó bị tàn nhang hay là lớn tuổi rồi? Em cũng năm nay 47 rồi, 47 thì em nó bị sao? Dạ, để em rồi. bật cà ga lên cái, em biết bật cà ga đâu nè. Có bật được không? Bật nhiều đây, đây, đây. Rồi, Rồi xin em xin chào chào. chị. Em theo dõi Rồi. bên chị rất là lâu, có nghĩa là mình lớn tuổi rồi bị tàn nhang hay là như thế nào mà cả khoảng 2 tháng nay nó trổ đầu màu này? Em tính lên chị mấy hồi lúc chưa Tết đó, định lên đây Rồi, bây giờ chị biết nghe sao chị nói không nào. này? Bây giờ nghe để trả lời, nghe để mà biết được mình bị nám gì. Bây giờ chị hỏi em đâu, em trả lời đến đó nha. Dạ. Rồi, bây giờ hiện tại bây giờ em bị nám thì nó mọc hai bên gò má hay là mọc một bên gò má? Một bên đây với một bên đây, đây là cao phẳng, một này thì cao phẳng 3 4 năm nay, chắc cái này là đầm mồi á chị, còn cái này chừng 2 tháng, đại cung ca 2 tháng, Rồi. chấm kem tối ngày luôn mà nó không hết. Bây giờ những cái nốt mà to hơn đầu ngón tay, những cái Dạ nốt đúng to to rồi. mà dày dày đó, cái đó là đồi mồi. Cái Dạ. đó là do tuổi tác cho nên là bây giờ cái đồi mồi xuất hiện. Nhưng mà với điều kiện là những cái nốt nào mà không to quá đồng xu nha, đó là cái đồi mồi. Dạ. Còn cái nốt mà em chỉ hai bên cái cánh mũi này mà chấm chấm em chấm như cái đầu chân ngang đó, Dạ. thì cái này là nám đinh trên sau. Ý em Rồi muốn hỏi chị tư vấn như thế nào mình mới những hết. cái mà màng như đám mây mà ven 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 hai bên những cái gò má đó là cái đó là nám màng. Có nghĩa là Dạ. em có ba vấn đề cần giải quyết: một là nám đinh, hai là đồi mồi, ba là nám màng. Năm, vậy là em đòi mồi. Cả đồi mồi cả nám màng luôn. Chị thấy mơ 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 cái chỗ này này, ven ven cái chỗ này tí Dạ đúng nè. rồi. Dạ đúng Đó thì bây giờ đối với cái đồi mồi thì em xài mỹ phẩm nó không hết đâu. Cái nám đinh xài mỹ phẩm không hết, nhưng mà cái rồi. nám màng thì xài mỹ phẩm hết. Dạ. Vậy Đó. sao? Thế thì bây giờ đối với trường hợp của em mà muốn cắt giảm chi phí và muốn nám nhanh hết thì kết hợp hai vấn đề. Một là làm đẹp da bằng là công nghệ hiện đại kết hợp với là cái bộ sản phẩm N3 thì lúc đó nó mới hết được nám. Tuy nhiên là không phải là một lần nó hết đâu nha, bởi vì nám là cái vấn đề rất là nan dài, cho nên em phải xác định là bên chị là làm một lần là 800. Đó. Rồi nặng nhất nha, đây bây giờ chị nói cái vấn đề là nặng nhất, có nghĩa là em bị 20 năm và nặng hết thuốc chữa rồi đó, thì làm 5 lần. Còn bình thường là mình làm từ 1 đến 3 lần thôi, và thời gian làm là cách nhau khoảng cách khoảng 2 tháng một lần. Và trong thời gian 2 tháng đó thì em phải là chống nắng để bảo vệ làn da dưới những mặt trời ra đường nè. Cái thứ hai nữa là em sử dụng bộ N3 cho chị, bởi vì trong bộ N3 là có kem dưỡng ẩm nuôi dưỡng da sau từ bên trong. Vì là cái da em bị nám cho nên là phải dưỡng ẩm lên để nuôi dưỡng cái làn da. Vì là cái da bị nám nó yếu mà, cho nên là phải nuôi dưỡng nó. Cái thứ hai là em phải có cái sản phẩm kem xóa thâm làm trắng da, bởi vì da nám thường thường nó bị thâm. Rồi sản phẩm thứ ba là sản phẩm chủ lực là kem loại bỏ sắc tố. Cái sản phẩm này là sản phẩm quyết định hết nám hay không là do sản phẩm này. Thế thì ba cái sản phẩm này á là tạo thành một cái bộ N3, thì nó sẽ giúp cho em là da vừa khỏe này, vừa trắng này, vừa giúp để nghiền nát loại bỏ sắc tố nám đinh, nám màng, tàn nhang đồi mồi. Thì ví dụ như cái nám màng và cái tàn nhang thì em sử dụng mỹ phẩm là nó hết luôn, nhưng mà cái nám đinh với cái đồi mồi thì sử dụng mỹ phẩm không hết. Cho nên là cái trường hợp của em mà bây giờ em có điều kiện thì em tới liền để em làm đẹp da luôn rồi em kết hợp bổ mỹ phẩm. Còn nếu trong trường hợp mà em chưa tới được thì em qua phở bò, hoặc là em vô trong cái giỏ hàng này, em vô trong cái giỏ hàng này em đặt em mua cái bộ N3 về em xài trước. Nhưng mà nhớ này, là khi mua sản phẩm là phải, một là điền lên tổng đài để cho nhân viên tư vấn hướng dẫn cách sử dụng mỹ phẩm đúng liều lượng, cái nào trước cái nào sau, và đặc biệt là phải đúng liều lượng nha. Rồi hoặc là khi mua mỹ phẩm thì có một cái tờ giấy A4 hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm rất chi là chuẩn trong đó, thì đừng có quăng cái giấy đó đi, mà mình mua về mình lấy cái điện thoại mình chụp lại, sau đó mình thoa đúng cái liều lượng và đúng cái hướng dẫn ở trong cái bảng hướng dẫn tờ giấy A4 mà chỉ gửi theo ở trong cái bộ N3 nha.
Ý em á thì muốn lên trên chỗ công ty chị á, là bắn mấy một này á, nhưng vừa mình hám mua kem mình xài là nó tốt hơn, chứ em thấy em chấm Đúng, cái đó kem quá tốt, cái đó thì quá tốt rồi, chuẩn. hàng ngày em chấm kem em sợ nó lan ra mà nó càng ngày nó càng gõ gõ ra, nhưng mà cái này là được mồi, À, thế hả? em theo dõi Và bên chị công rất nhớ là là bây lâu. giờ cái mì biển Malaysia của chị là bây giờ là nó thực tế là chỉ có 15 cái thôi, nhưng mà hiện tại bây Em theo giờ là dõi nó nhất là mở. cái Sài Gòn á, cái Sài Gòn của chị là em theo dõi cái đó rất là nhiều. Lên Sài Gòn đấy cũng được, chứ bây giờ là khắp đất nước là có Malaysia, nhưng mà nó bớt đi chữ cái, ví dụ như là Malaysia, Milisa, Belisa, có nghĩa là nó làm nhập nhằng á, cho nên hàng khác ghé nhiều. Cho Yeah. nên là Của chị là cái gì? Của chị là sao? Malisa chứ. Em biết rồi mà, tại vì có cái ngôi nhà rất là đẹp mà, mấy người kia đâu có bằng chị đâu, em có theo dõi cái đó lâu mấy năm nay rồi. Ừ, mà Đó, nhìn mà chị vô lên toàn là em nhìn một cái mẹ nhận rất là dạng của thương hiệu chị á, là khi em nhìn vô á là những tòa nhà cao tầng, dạ đúng mặt rồi. bằng là giống mặt bằng là nhìn vô như khách sạn 5 sao á, mà em bước chân vô mà em thấy như khách sạn 5 sao đó, là thương hiệu của chị. Còn nếu mà thấy khách sạn 2 sao, 3 sao, 3 sao, 4 sao đó, không phải của chị đó. Em theo dõi chị rất là lâu rồi, em đã mơ ước bên trên chị, nhưng mà em cũng có nhỏ gái gần bên Sài Gòn, em thấy có cái nào lên em sẽ qua bên chị. Ừ, Rồi nhưng mà em qua hình bên như chị em. sao cái chân mày phun ở đâu mà nó hơi đầm nha cưng. Cái chân mày là hôm em định qua bên chị á, hôm chị qua trực tiếp mà chị đang giảm like gần sắp Tết này, em định lên em đăng ký đó mà lên làm lại. Em làm bên Không có bữa nói con nhỏ tên, đừng nói tên, đừng nói tên, em ảnh nói hưởng cho chị tới nghe, cái cái này thương hiệu luôn nè, đó. Ừ. em đang rất là mần ăn được luôn, khi mà em làm cái chân mày rồi về là tới bây giờ em không có tinh thần luôn, em rất là buồn. Bởi Nhưng vì mà em làm em đang bị phá tướng. Phá tướng là thế nào? Có cái nghĩa ngày em làm là về tới bây giờ là tiền em có làm một cái nghề, nhưng mà em làm rồi là tới bây giờ em bất mãn luôn, là một năm mấy em gắng chịu đựng rồi, tháng tư năm rồi đến hôm nay. ví dụ như có một cái bạn viên phạm bảo là làm chân mày của bên chị hối hận. Em Dạ có dám trực tiếp live stream cho chị không? Em nhìn cái chân mày của chị này Phạm này, với là Hồng này, cái chân mày của Manisa mà cái đầu vuông là không bao giờ có, cái đầu dạ đậm không bao giờ có. Em cứ nhìn cái gu thẩm mỹ của chị thì em biết là năm nay là chị là tuổi là mẹ bỉm sữa 4 đứa con và chính thức có 2 cháu nội đó. Nhưng em em có nhìn nghe cái chân rồi. mày, em nhìn chân mày chị này, cái đầu chân mày rất là nhẹ nhàng, không được vuông, không được tròn, không được đậm. Dạ. À, cái đầu chân mày của em là bây giờ là bị đầm, bị vuông, rồi cái đuôi nó cập quá, cái đuôi cập quá vậy sao làm ăn được nhá. Dạ. Có nghĩa là cái về cái nguyên tắc á, là cái đỉnh chân mày á là nó cao hơn cái đầu chân mày, cái đuôi chân mày nó phải bay ngang, nó bay ngang ra, nó hơi Dạ. uốn nhẹ một tí để tạo độ cong nhẹ nhẹ cho nó mềm mại. Còn của em là quá cong, cái đuôi đằng sau quá cong mà cái đầu đằng trước quá vuông, cái này nó làm cho em nhìn, mặc dù em hiền nhưng mà người khác nhìn vào em dữ á. Em hiểu không? Em rất là hiền nhưng mà cái chân mày nó làm cho em dừ. Cho Dạ nên em biết lên để mà xử lý lại cái dáng 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 mày rồi. Một nha. ngày gần đây cả khoảng tầm 2 tuần nữa em sẽ lên, em sẽ qua bên 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 chỗ chị, rồi em sẽ làm chân mày lại để em làm ăn. Năm rồi năm nay khó quá chị, khi Ừ. làm chân mày về tới giờ em rất là mặn ăn không được gì trơn. Em nói để em thấy chị like rất là nhiều mà bờ hôm chưa tết em định đăng ký em lên em sửa lại đăng mà bằng ăn cho nó thuận lợi đó, rồi em thấy Ừ. tết Mà lông cận mày tới bên thôi. chị giá mềm quá trời, chị làm chân mày có 900, làm môi có 130 đó, chân mày thì 1 số 9, 2 số 0, mà bây giờ nó mềm như thế mà bây giờ các em không chịu đi xa một tí, các em làm hư hết mặt luôn Rồi. nha. Thôi trong cuộc đời không có gì là buồn, bây giờ chị nói em nghe này đó, cái thứ nhất á là bây giờ á, sức khỏe và sắc đẹp là vô cùng quan trọng với chị em phụ nữ mình. Mà em để ý này, em đừng có nghe người ta quảng cáo lấy mấy cô hot girl, mấy con mà nó đẹp sẵn rồi đó, rồi người ta nhìn, người ta quay bằng cái cả cái app á, rồi cả cái app, rồi cả cái công nghệ quay quay phim chụp hình bây giờ nó đưa lên nó ảo tung chảo, đúng không, tin Photoshop hết á. Cho nên bây giờ là cái gì nha, chị em mình làm sao mà nhẹ nhàng để khi ở nhà với chồng con cũng đẹp, lên giường với chồng cũng đẹp, khi không mắt cúp cũng đẹp, bạn bè bạn trai hay là ông già ở nhà mình không mắt cúp phần tự nhiên nha, không có làm dùng. Ừ,
Rồi, một lần nữa thì chị cảm ơn em là tin tưởng, Rồi. coi như là tin tưởng chị để nhờ chị tư vấn nhá. Bye bye em Dạ, nhá. em rất cảm ơn chị tư giác hôm nay rất nhiều rồi. Em sẽ chào chị nghe, chào các anh chị. Còn Rồi. có một bạn hỏi là Mai Lisa ở Bảo Lộc có đúng không? Lâm Đồng Bảo Lộc có đúng không? Mai Lisa ở Lâm Đồng Bảo Lộc là Biết pha từng xuống kè. đúng không ạ? Xuống không biết từng xuống. À rồi, Mai Mai làm luôn rồi, xuống rồi. Mai Lisa ở Lâm Đồng Bảo Lộc, Lộc là Mai Lisa pha kè nha, không phải của Mai Lisa nha. Cho nên các bạn đi làm chân mày về đừng có chửi Mai nha. Bây giờ Mai Lisa chính thức có 15 chi nhánh trên tất cả nước. Và các bạn bước chân vào là phải thấy đúng là thương hiệu Mai Lisa phải là 5 sao. Có nghĩa là những tòa nhà cao tầng ít nhất phải là 10 tầng. Mà cái mặt bằng của Mai Lisa mặt bằng nào cũng phải 10 mét trở lên. Giống như một cái khách sạn 5 sao. Bước chân vô máy lạnh mát rượi và thấy những chàng trai cô gái đứng tiếp khách. Đó. Là rất chi là chuẩn chu, phải thấy được cái logo Marisa. Và khi mà mua sản phẩm dịch vụ Marisa có hóa đơn đỏ chứng từ đàng hoàng, chứ không phải là cái Marisa pha ke. Cho nên tất cả các bạn á, là lỡ làm Marisa mà là Marisa pha ke thì coi như là phải chịu nhá. Buôn mê có Marisa. Rồi Trúc Anh ơi, mở camera đi Trúc Anh. Bắc Giang không có Marisa, Thanh Hóa không có Marisa, Vĩnh Long không có Marisa, chỉ có Cần Thơ thôi. Trúc Anh ơi, có mở camera không em? Quảng Ninh không có Marisa, chỉ có Hà Nội mới có Marisa thôi. Đi đâu rồi nào? Các bạn có muốn giao lưu được không nào? Vũng Tàu cũng có Marisa nha. Marisa Vũng Tàu là Marisa pha ke nha cả nhà. Không có Vũng Tàu nha. Vũng Tàu là Marisa pha ke. Hà Nội số 6 Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội có nha. Sài Gòn là 88 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận. Rồi, có bạn nào muốn giao lưu với Mai không? Rồi, bây giờ Hà Nội thì số 6 Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội nha. Tại sao mà Mai Lisa lại Mai không kiện nó? Bởi vì nó rất là thông minh ở chỗ là nó ghi là Mai Lisa. Nó làm y chang luôn nhưng mà nó lại ghi một chữ là Malisa, nó bớt đi chữ y đó, hoặc là Milisa thì nó bớt đi chữ a, có nghĩa là nó làm rất là giống, hoặc là thậm chí nó ghi là Malisa 1, Malisa 2, có nghĩa là nó khác đi một cái chữ cái nào đó, rất chi là giống luôn. Cho nên là cả nhà nhớ là nó pha ke rất là nhiều nha. Và bây giờ thì cũng trễ rồi, mai bye bye cả nhà. Và tối hôm nay thì vào lúc khoảng 7h30 Mai sẽ là mời cả nhà cùng live chung với Mai nha. Thì tất cả nhà có thể là đặt ra những câu hỏi, ví dụ như là muốn tư vấn về dịch vụ thẩm mỹ, hay là muốn chia sẻ về động lực để kinh doanh, hay là chia sẻ về trong công việc, hay là chồng con, hay là nuôi dạy con cái, hay là chuyện tâm lý vợ chồng, có thể cả nhà đặt bất cứ một câu hỏi nào cho Mai. Và tối nay thì thường thường Mai sẽ live khoảng chừng là 7h30 đến 8 giờ tối là Mai sẽ like. Mai chưa biết chính xác những cái giờ, khoảng 7h30 đến 8 giờ nha. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi trưa thật là vui vẻ, thật là bình an và thật là hạnh phúc nha. Mai không có thời gian ngủ trưa. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.